Sao Bảo Nhật xin chào cả nhà nhé. Em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy rửa bát Panasonic TR5. Cái mẫu này bán khá là chạy các bạn. Cái tầm tiền nó vừa phải, tính năng của nó thì cũng không giống không khác các cái đời kia, đời cao. Cho nên là giá thành với cái mức giá này bán rất là dễ bán các bạn. Chiếc này thì em bán là 3,9 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm. Đấy, hình thức thì nguyên bản khá là đẹp, hai đầu hồi phẳng phiu nhé. Đấy. Đối với hàng bãi như con này thì loại quá ok đấy các bác nhé. Hai đầu hồi rất là phẳng. Năm sản xuất 2012. Tất cả mọi chức năng em đều hoạt động ok ngoài lành hết. Bên em bán máy rửa bát là bảo hành 1 năm nhé. Nội thất khá sạch đẹp. Giá đũa riêng thì rất là mới các bác. Đẹp nhé. Nội thất sạch. Clip thì cũng giới thiệu nhanh gọn các bác vậy thôi, vì thực ra cái máy nào nó cũng giống nhau mà. Đấy, lên sóng giới thiệu chủ yếu là giới thiệu máy với các bác, có model có giá cả. Trước em bán 3,9 triệu bảo hành 1 năm nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Các bác nào lấy cái ba lô nhé, chào các bác.